xin chào các bạn, mình là Bỗng Ngô Mario và hôm nay mình xin mời cả nhà đến thăm núi Yên Tử, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành và cũng là nơi ngài sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Người ta thường có một cái câu đó là trăm năm tích đức tu hành chưa lên Yên Tử, chưa thành quả tu. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với đoàn hương các bạn, đây là quý sư thầy, quý cô. Rất là vui ngày hôm nay, không chỉ là trong một cái hành trình là một mình Bỗng Ngô đi, mà còn có sự đồng hành của các quý thầy, quý cô, quý sư cô. Đây là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn của mình. Và điểm dừng chân đầu tiên trong quan thể du lịch tâm linh đó là nhà mình sẽ check in tại cổng Khai Tân. Về. Và cái này thì nhà mình quan tâm nhất đúng không? Đó chính là vé tham quan 320.000 đồng à, khứ hồi lên hai hệ thống. Và giá vé xe điện là 20.000 đồng. Giá vé xe điện một chiều là 15.000 đồng. Và phí tham quan là 40.000. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi vào trong khu vực cổng Khai Tân. Một không gian mở vô cùng thoáng đãng nha các bạn. Ở trong này thì có biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Nào mời cả nhà cùng nghe giai điệu danh ca một xíu nha. Vào cổng vé thôi đã có là hai anh chị ngồi đánh đàn tranh cũng như đánh đàn guitar, đánh đàn guitar rất là dễ thương quý vị à. Bởi vì sao mà cảm thấy là không yêu không mến cái vùng đất này cho được à, mỗi người tay xách nách mang vai những cái đồ ăn chay để lên trên đó, chúng ta sẽ ăn chay ở trên đó ha. Từ cổng đi vào thì quý vị thấy là sẽ có một cái cổng, đây là cái cổng huyền thoại. Mọi người có thể chụp hình check in ngoài cổng này này, đây là khu check in thành thánh. Nhưng mà nhớ là khi mà mình check in xong á thì mình nhớ vòng qua bên hông của cổng này thì sẽ đi vào khu vực cáp treo Yên Tử nha các bạn. Và mình sẽ đi qua rất là nhiều khu trưng bày hàng quán để mọi người có thể mua đồ này. Hãy đơn giản là tận hưởng ẩm thực có 102 tại Yên Tử. Và mấy bạn thấy là ở đây thì bán quá trời quá đất đặc sản của Yên Tử, chè lam Yên Tử này, củ mài Yên Tử này, măng Yên Tử này, không cần đi mua ở đâu cho xa hết trơn á. Ghé vào đây tham quan rồi mua về làm quà cho người thân, người thương, người yêu, bộ nhí vân vân là may may nha mấy bạn. Xin chào. Hôm nay mình đi với chú Trung Nhoãn. Gọi là phải rất là có duyên mới đi được các bạn à. Đây cũng là một trong những cái vinh hạnh khi mà gọi là được đi với trong đoàn. À, có rất là nhiều sư thầy và đặc biệt là có chú Trung Nhuận, một trong những cái gọi sao chú Trung Nhuận phấn vĩ một câu ấy nào. Rất là duyên khi mà chú Trung Nhuận hồi xưa cùng đại học, học đại học với Bỗng Ngô Mario các bạn à. Và bây giờ thì chú Trung Nhuận à, chú Tuệ Đạt thì chọn con đường tu hành để duy trì mạng mạch Phật pháp, còn mình thì chọn con đường lan tỏa vẻ đẹp của các ngôi chùa và kể những câu chuyện hay để tôn vinh giá trị văn hóa tâm linh. Cảm nhận mới lần đầu đi thì mình cảm thấy là tấp nập, đông vui nhộn nhịp nhưng mà không xô bồ nha các bạn. Bên kia hình như là đang có lễ hội hát chầu, chầu vang thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia khám phá, mình thấy rất là hay. Cô ơi, cô cho con lộc cô phát lộc nào, nhận lộc cô năm nay còn phát tài phát tướng luôn cô ơi. Cô đẹp quá cô ơi. Cô ơi, cô đẹp quá cô ơi. Người ta gọi là đi tươi về tốt mà đi một về 10 anh ấy. Cô ơi, em bây giờ đi một phát là đó mấy bạn thấy không? Đi một phát về dính luôn hai nhóc.
cưng quá trời quá đất luôn. Khu vực xe điện nè các bạn. Và sau đó mình sẽ ngồi xe điện thêm một chặng nữa để đi vào trong khu cáp treo nha. Hẹn gặp lại trên núi Yên Tử. Wow. Wow. Mình sẽ ngồi tàu lượn siêu tốc này, chui rút trong hàng cây xanh mát. Ngồi chưa tới 2 phút là đã tới nơi rồi. Tới được à, khu lên cáp treo rồi. Và bây giờ mời các bạn vào khu vực cáp treo nào. Mình đang đi cáp treo nha mọi người. Thì chắc chắn là ngồi đây là trong cabin. Ngồi trong cabin rồi. Thì mình sẽ mất khoảng toàn 8 phút để lên trên cái ngôi chùa phía trên. Là chùa đầu tiên mà mình sẽ lên, đó chính là chùa Hoa Yên nhớ bạn. Nhà ga cáp treo đầu tiên mình sẽ đi khoảng là 230m thì đã tới chùa Hoa Yên rồi nhớ bạn. Và mình sẽ lên tham quan chùa Hoa Yên. Mà sau khi mà leo bộ lên vài chục bậc tam cấp thì bạn sẽ thấy đây là khu vực tháp tổ. Trước khi mà lên chùa Hoa Yên thì đây là tháp của các vị sư trụ trì đã tu hành tại chùa Hoa Yên. Mà trang trọng nhất mà các bạn đang xem đây chính là hệ quan kim tháp, nơi lưu giữ xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nói về sự tích của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì Bọng Ngô phải kể một câu chuyện rằng như thế này. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông là vị vua đời thứ 3 của triều nhà Trần, là con trai trưởng của vua Lê Thánh Tông. Và sử sách còn ghi lại rằng khi mà sinh ra thì ngài đã có dung mạo của bậc thánh nhân và sắc thái như vàng rồng, nên vua cha gọi là Kim Phật. Dù mang dòng dõi của chốn đế vương nhưng ngài lại có cốt cách của một bậc xuất thế. Chính vì vậy khi mà ngài sinh ra, ngài đã không thích ăn thịt cá, không thích gắm vóc lụa đào. Lớn lên năm 16 tuổi thì ngài lập thái tử vào năm 1274. Trong cùng năm đó, ngài kết duyên cùng công chúa Quyên Thanh, trưởng nữ của Hưng Đạo Đại Dương. Năm 21 tuổi, ngài lên ngôi hoàng đế, hiệu là Trần Nhân Tông. Tuy ở địa vị cao sang, ngài vẫn giữ mình thanh tịnh và thường đến chùa tu tập. Về Phật học, ngài được học với Tuệ Trung Thượng Sĩ và được Thượng Sĩ hết lòng chỉ dạy, trao truyền những ý nghĩa thiền tông. Ngài lãnh đạo quân dân Đại Việt trong hai cuộc chiến chống quân Mông Nguyên, mà có thể kể đến trận chiến trên sông Bạch Đằng lừng lẫy bốn phương, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Các bạn biết không, ngài là một vị vua anh minh cẩn trọng trong mọi quyết định của mình, tin dùng người chính trực và ghét kẻ nịnh bợ. Chính vì vậy, dưới thời của ngài thì xuất hiện rất là nhiều vị tướng tài ba nhất trong lịch sử Việt Nam, ví dụ như là Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toán, Trần Nhật Giật, Nguyễn Khoái, vân vân là mây mây. Ngài xin vua cha xuất gia từ nhỏ và muốn nhường ngôi lại cho em trai để đi tu. Nhưng vua cha không cho phép vì ông hiểu rằng chỉ ngài mới trị vì được lúc thập tử nhất sinh này. Chính vì những điều được thọ nhận từ nhỏ mà ngài gieo trong mình một tâm hồn của bậc chân tu vĩ đại. Năm 1293, ngài nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, rũ bỏ ngai vàng vinh hoa phú quý để về núi Yên Tử tu hành, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Ngài cho dựng chùa giảng pháp, thu hút người học Phật về Yên Tử rất đông. Đồng thời ngài cũng hợp nhất ba dòng thiền: Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Đi Đa Lưu Chi thành thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tư tưởng thiền nhập thế là đặc điểm nổi bật của dòng thiền Trúc Lâm. Cõi trần vui đạo cứ tùy duyên, đói bụng thì ăn, mệt ngủ liền, châu báu đầy nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Ngày 1 tháng 11 năm 1308, Trần Nhân Tông nhập diệt tại đỉnh Ngọa Vân núi Yên Tử. Đất nước vĩnh biệt một nhà tư tưởng lớn nhất Việt Nam, một nhà vua hết lòng vì nước, một vị hoàng đế của nhân dân, một vị Phật giữa đời thường. Tương truyền rằng khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch thì lúc này đệ tử Pháp Loa theo di nguyện của ngài đã đưa ngọc thể của ngài lên trên giàn hỏa thiêu. Và khi mà đưa lên giàn hỏa thiêu á thì thi thể của ngài lại tỏa ra một cái mùi hương thơm ngào ngạt. Trên trời lúc này có những áng mây hào quang tỏa sáng kết thành một cái vòng tròn. Và các bạn biết không, sau khi mà hỏa thiêu xong á
thì đệ tử Pháp Loa đã thu gom được hơn 500 viên ngọc lấp lánh, đó chính là xá lợi mà ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã để lại. Và chuyện đến tay của vua Trần Anh Tông thì vua Trần Anh Tông không có tin cho đến khi ban đầu vua Trần Anh Tông không tin vào các viên xá lợi mà Phật Hoàng để lại. Bất ngờ xá lợi ngài bay lên ẩn vào bên trong áo của hoàng tử Oanh 9 tuổi và phát sáng. Lúc này vua Trần Anh Tông không còn nghi ngại về xá lợi nữa, mà bật khóc quỳ lại và cho thờ mộ phần xá lợi tại Huệ Quang Kim Tháp, nay gọi là Tháp Tổ. Như cả nhà mình biết là sau khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngài qua đời á, thì thi hài của ngài bắt đầu đưa vào hỏa táng, thì lúc này vua Trần Anh Tông đã rước một phần xá lợi của ngài và đặt ở tháp này nha các bạn. Như các bạn thấy là phần dưới đế thì được, đây là cái đế phía dưới, các bạn sẽ thấy là nguyên mẫu của thời Trần, đây đế thời Trần. Còn thân thì được trùng tu bởi thời Hậu Lê, và bắt đầu đến năm 1995 thì được trùng tu, đại trùng tu lại hết toàn bộ nha các bạn. Mời các bạn chúng ta cùng tham quan. Rồi, tháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì mình đã tới chùa Hoa Yên rồi nha các bạn. Thì các bạn biết là chùa Hoa Yên đây là một trong những ngôi chùa mà khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông ông lên trên này, ông xuống tóc đi tu tại chính chùa Hoa Yên là chùa này. Và đây là khu vực chánh điện của chùa Hoa Yên nè các bạn. Tất nhiên là khi mà tham quan ở khu vực chánh điện xong thì mình sẽ đi ra sau khu vực nhà tổ nha các bạn, không để thiếu. Thì nhà tổ, mời các bạn, nhà tổ thì tất nhiên sẽ thờ ba vị tổ có công trong việc là khai sáng ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và thứ hai là Pháp Loa và ngài Huệ Quang. Ở trong này cũng có thờ đó một trong những cái vị thánh của nhà Trần, đó chính là Trần Hưng Đạo ha. Ở nhà Trần thì chúng ta có một vị thánh và một vị Phật đầu tiên trong lịch sử. Bạn sẽ thấy là mọi người sẽ sắp hành lễ ở chỗ này nhớ bạn, trước khi mà chúng ta đi vào lễ Phật cúng dường hoa quả lên cho Phật, thì mọi người hành lễ ở đây. Một trong những cái cây đại thụ, cây di sản Việt Nam, đây chính là cây đại. Và cây đại này thì các bạn biết là trên 700 năm tuổi. Thì ở dưới cây đại này các bạn nhìn thấy là sẽ có một cái hang, người ta sẽ thờ ở trong cái hang nha. Các bạn thấy là cây đại sừng sững. Đây là lần đầu tiên mà mình cũng thấy cây đại luôn các bạn à, trên núi Yên Tử tại chùa Hoa Yên. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái ngôi chùa tiếp theo ở trên này, mình sẽ đi bộ nha, mời các bạn đi. Và từ chùa Hoa Yên thì mình sẽ đi bộ qua chùa Một Mái, chỉ cách vài chục bậc tam cấp thôi các bạn ơi. Núi cao cây cỏ mịt mùng, vén mày tìm lối, hoa rừng mà qua, chợ đời một cõi cách xa. Chợ tình thôi hãy gác ra cõi ngoài. Rất là vui và rất là hạnh phúc khi mình được về đất tổ mọi người. Lên trên núi này thì mọi người thấy là rất là mát mẻ nè, cây xanh rất là nhiều. Và hôm nay mình đi thì trời có mưa nữa, nên là nhìn ở trên đỉnh núi là có mây mây, núi núi chập trùng luôn mọi người. Cảm xúc lần đầu tiên đến núi Yên Tử rất là vui và hạnh phúc. Hạnh phúc. Hoan hỷ. Rất là vui, hạnh phúc, hoan hỷ. Các bạn mọi người chưa đẹp nè. Rồi mọi người nhìn dưới này nè. Mọi người biết như vậy á, các bạn biết là khi mà lên núi Yên Tử á, các bạn biết đây là một trong những cái ngọn đỉnh thiên nha các bạn. Đã nói là đỉnh thiên thì các bạn biết là chư tôn hộ pháp sẽ về ngự trên cái đỉnh núi này rất là nhiều. Cũng chính vì vậy á, các bạn thấy là các bậc cao tăng đã chọn ngọn núi này là nơi tu hành. Có rất là nhiều người đã đắc đạo trên ngọn núi này nha các bạn. Bởi vì sao mình mới nói là đây là một cái ngọn đỉnh thiên. Đi tiếp nha, mình sẽ đi qua chùa Một Mái. Mình đang ở lưng chừng núi, ở độ cao là 524m nha các bạn. Đây chính là chùa Một Mái. Đi vào chùa Một Mái thì các bạn trên này có một cái tấm này. Thì xưa kia thì chùa Một Mái còn có tên gọi là Am Ly Động, Động Thanh Long hay chùa Bồ Đà hay là Bán Thiên Tự. Thì nơi đây tương truyền rằng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã ngồi đọc sách và soạn kinh tại chùa nha các bạn. Và cảnh sắc ở chùa thì có một cái bài thơ như thế này. Một mái chùa xưa giữa trần ai, trên dền lưng núi nửa trong ngoài, hoa bưởi trước chùa đơm trắng xóa, bạch dân triền núi một cành mai.
Có một cái điều rất hay là ở chùa Một Mái này thì các bạn thấy là một mái được làm trên phía trên là tảng đá, còn phía dưới là một cái mái ngoài được xây cho rộng rãi thêm. Để các bạn thấy là đây là chùa Một Mái. Và đúng với cảnh sắc ở nơi đây, cả các bạn thấy đúng là một nơi, một trong những cảnh là bồng lai tiên cảnh khi mà các bạn nhìn phía trước là cây bưởi. Cây bưởi bây giờ đang hết trắng xóa rồi nhưng mà đang rất là nhiều trái nha các bạn, rất là đẹp. Vào trong thì mời các bạn đi vào trong chúng ta tham quan. Và đây là ngôi chùa cổ nhất trong dãy Yên Tử này, và đặc biệt là trong đây còn 12 pho tượng cổ bằng đá trắng xây dựng bằng cuối đời đầu đời Nguyễn, tất cả vẫn còn nguyên vẹn cả. Và những cái bức tượng này được tạc bằng nghệ nhân là các thiền sư đã tạc từ thời xưa đấy, và bằng tay mà nhìn rất điệu nghệ và rất tinh xảo luôn. Và ở giữa thì trong chùa thì lúc nào cũng có phân bố, đó là ở giữa là ban thờ Phật, ban thờ Thượng trụ Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng. Ngoài ra còn có ban thờ Tổ, Tam Tổ Trúc Lâm. Đây, ở giữa đây là Phật Hoàng Vua Trần Nhân Tông. Đấy. Và bên trái là Đệ Nhị Tổ Pháp Noa, bên phải là Đệ Tam Tổ Huyền Quang. Ba vị này gọi là Tam Tổ Trúc Lâm, lập nên thiền phái Trúc Lâm Việt Nam bây giờ. Và truyền đạt cái đạo phái Trúc Lâm mình đến bây giờ luôn, bây giờ đến mãi mãi. Đấy. Và đặc biệt là ban đây là ban thờ Đức Tông và ban thờ Mẫu. Và những cái bức tượng này nó rất là cổ kính, và bên trong là ban bia niên đại, cũng là ban thờ các quan luôn. Và đặc biệt là trong chùa Một Mái này đấy, còn có một cái tích, đó là ngày xưa đấy, Phật Hoàng Vua Trần Nhân Tông ngày ở đây đấy, là ngày tu hành ở đây. Và cái nước này này, trong đây có một cái giếng nước, nói là giếng nước thì không phải, nó là một cái bầu nước thôi. Là đây là dùng để, là tích xưa là nói là ngày dùng để nấu cháo và pha trà tiếp khách hàng ngày, để uống nước để sinh sống. Nguồn nước mà, nhưng bản thân cơ thể mình 70% là nước cơ mà, đúng không? Đấy. Nên là người dân người ta đi lễ Yên Tử là lên chùa Một Mái là xin chút nước này là uống đến mạnh khỏe, cầu lộc, cầu bình an, đi đâu cũng gặp nhiều may mắn. Thỉnh cái nước này về, hoặc là mọi người có thể rửa mặt cái nước này để cầu cho mình là sáng suốt hơn, thông minh hơn nha các bạn. Còn với mình thì mình cầu cho đẹp trai hơn. Yeah. Đây các bạn, mình đã thỉnh một ly nước. Không biết, rất là mát mà không biết có đau bụng hay không, nhưng mà mình tin rằng khi mà uống cái nước này vào mình sẽ thông minh hơn. Mình nghĩ là các bạn lên núi là các bạn đã có một cái niềm tin vào Phật Pháp rồi. Cho camera. Ngon không? Và tiếp tục trong hành trình lần này, muốn lên tới chùa Đồng trên đỉnh núi Yên Tử thì mình sẽ lên tuyến cáp treo thứ hai nha các bạn. Ngồi với tôi. Tại vì bây giờ đang còn sương và mây rất là nhiều nha quý vị, nên không thấy cái gì luôn mấy bạn à. Coi như ngồi trong một cái lồng kính này thôi vậy đó. À, bởi vì trên này mây phủ quanh năm nên là người ta làm không có cho mình nhìn ra ngoài luôn mấy bạn. Sương mù mịt. Cuối cùng cũng đã tới nhà ga cáp treo thứ hai. Và ở trên này thì mình sẽ nạp năng lượng ăn trưa tại nhà ga một chút xíu. Hôm nay thì mình ăn chay nha mấy bạn. Cơm trắng chấm với muối mè, chồng trang dở húp. Gặp đầu khen ngon. Tên tài em. Và hành trình lần này thì mình sẽ mang bộ áo giáp thành thánh này nha mấy bạn. Một bộ tím liệm xìm xìm luôn. Đến cái quay nó mà các bạn xem nó còn tím nữa mấy bạn ơi. Và bây giờ get go. Ba anh em siêu nhân biến hình. Siêu nhân danh. Siêu nhân tím luôn. Mất tầm khoảng hơn 40 phút để mình có thể đi bộ để ngắm cảnh núi rừng Yên Tử nè các bạn. Mặc dù ở đây sương khói mờ nhân ảnh nhưng mà ở đây rất là đẹp nha các bạn. Không phải ngẫu nhiên mà từ ngàn xa xưa, những ngọn núi cao linh thiêng luôn được các bậc cao tăng chọn là nơi để xây dựng chùa chiền. Không chỉ là điểm hội tụ linh khí của trời đất, mà ở địa thế này còn đặc biệt phù hợp với tinh thần nguyên thủy của Phật giáo. Buông bỏ tất cả mọi thứ thuộc về thế tục, xa lánh mọi cám dỗ bụi trần để tu tập, nhanh chóng tìm được con đường giác ngộ. Mọi người thấy là bây giờ tụi mình đã đi lên mặt cáp treo rồi, mà đã mệt và đã cực như vậy. Huống gì ngày xưa các bậc tiền nhân, các vị cao tăng đã chọn cái ngọn núi này, cái đỉnh núi này, đỉnh thiên là nơi mình tu tập. Các ngài đi lên cái đường rừng, đường suối, nó còn khó khăn như thế nào nữa các bạn thử nghĩ đi. Và thật sự ngày hôm nay mà khi mà mình bước những bức tranh, bước lên núi, mình hồi tưởng lại như những bức tranh của các vị sư tổ. Mỗi bức tranh bước lên núi tựa như một bức tranh an lạc, bỏ hết tất cả mọi tham sân si, thành tâm hướng về những điều thiện lành, bỏ hết tất cả mọi bụi trần để bước vào cõi thiền môn.
Và cuối cùng thì mình cũng đã tới được chùa Đồng, ngôi chùa tọa lạc cao nhất trên đỉnh núi Yên Tử, ở độ cao là 1068m so với mực nước biển. Và đây cũng là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông và các vị sư tổ hay lên đây để tu tập, ngồi thiền hấp thụ năng lượng vũ trụ. Lên tới trên này là mưa gió bập bùng luôn các bạn à. Lạnh quá mọi người ơi. Lạnh quá mọi người ơi, đúng là lạnh á. Khi mà bạn lên tới đây thì bạn có thể cảm nhận được những luồng không khí luân chuyển cực kỳ rõ rệt nha các bạn. Và bà con mình kháo nhau rằng khi mà mình dùng những tờ tiền xoa xoa lên những cây cột vách mái của ngôi chùa này và cầu nguyện thì may mắn sẽ đến nha các bạn. Người ta xoa mà nhãn bóng hết luôn cái cây đồng luôn rồi các bạn. Xoa thì các bạn biết là xoa xong mình cầu cho một năm mùa màng bội thu, mua may bán đất, làm ăn phát đạt, kiếm tiền. Một năm mưa thuận gió hòa. Một năm mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an. Quốc thái dân an. Mấy bạn biết là tụi mình quay phim á là mất mấy ngày trời, còn mấy bạn coi phim á chỉ có mất 15 phút thôi mấy bạn à. À, vậy mà tại sao mấy bạn không ủng hộ mình bằng cách là nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh mình nha mấy bạn. Và đừng quên là nhấn like này, đăng ký kênh, ủng hộ Bỏng Ngô Mario, một kênh vlog du lịch tâm linh, lan tỏa những giá trị địa phương. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì bạn sẽ thấy là có một bức tượng mang tên là An Kỳ Sinh. Và bức tượng này giống, người ta dân gian mình nói là giống như một vị đạo sĩ. Và tương truyền rằng vị đạo sĩ này từ phương Bắc qua đây tu hành, khi mà lên núi Yên Tử á, thì Ngài mới dừng chân lại vị trí này. Và Ngài đã tu tiên, tu đạo ở trên này. Và khi mà Ngài tu tiên thì Ngài luyện thuốc trường sinh cũng như là chữa bệnh cho dân nghèo ở dưới vùng núi. Và để tưởng nhớ công đức này, người dân mới gọi tên thầy là thầy An, hay còn có tên gọi là thầy An Tử. Và núi này cũng đặt tên của thầy là núi An Tử luôn nhớ bạn. Và sau này để tránh phạm tên húy của Ngài thì dân gian mình mới đặt, mới nói lại là Yên Tử. Như vậy là sự tích về cái sự tích về đá là An Trường Sinh là như vậy. Và sự tích về vì sao mà núi Yên Tử lại có tên như vậy là như vậy đó nha các bạn. Mình đã nói xong rồi đó. Thả tim cho mình đi.